Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trang có tên là Red Bat Token. Thì khi tham gia trên group này các bạn nhận được 50 token bat. Thì để tham gia hôm nay các bạn click phần link mô tả mà tôi đã tắt chatbot rồi. Sau đó nhiệm vụ đầu tiên các bạn join đến group nữa. Mà nó chậm quá. Trên group này các bạn bấm join vào các bạn. Rồi, các bạn bấm vào click to hay you comment. Các bạn click trang đó. Rồi các bạn bấm start nè. 9545. Rồi, quan trọng xong thì bạn mới đọc lên. Tiếp tục follow tại Twitter, giờ là Twitter tăng 3 người bạn vào. Xin tại Twitter bạn theo dõi nha bạn. Rồi, các bạn like, các bạn kích dạng cho viết cái game tăng 3 người bạn mình vào nha bạn. Vì mình đã tăng rồi các bạn. Rồi sau đó bạn tự quýt nha bạn. Mình đã tăng rồi các bạn. Rồi bạn mới đọc lên. Tiếp tục follow tại Twitter, giờ là quýt nè. Xin tờ Twitter nó thì các bạn tìm cái bài của nó nghe các bạn. Bài này nè các bạn, bạn like nè, các bạn chỉ dành từ tweet nè. Các bạn cũng tăng 3 người bạn mình vào các bạn. Để mình coi mình đã tăng chưa các bạn. Để bạn tờ Twitter mình ra. Có gì tăng sau các bạn. Đó. Sau đó các bạn xong vào kênh group, kênh seller các bạn. Group sẽ là subscribe kênh YouTube luôn nha bạn. Trên kênh YouTube này các bạn đăng ký nha bạn. Rồi sau đó các bạn mới đắp lên. Giờ bấm bấm vào chat. Rồi bấm bấm sau này đắp. Rồi bấm bấm submit details này các bạn. Sau đó bấm bấm done. Sau đó submit đường link blog file tại Twitter mình nha các bạn. Thì mở tại Twitter mình ra nè. Nhấp anh mà ta, nhấp vào hồ sơ, nhấp vào bài cảnh cùng, nhấp vào chia sẻ. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết với lại chatbot. Sau đó các bạn submit địa chỉ GBNB sẽ mở trên Bet20 trên chocolate cho tất cả các bạn nha bạn. Sau đó hỏi cho anh kênh seller không thì bạn giải kiểm tra các bạn. Sau đó xong thì bạn bấm done. Sau đó submit link từ quýt này. Thì bạn coi tới quýt bài nào rồi. Rồi các bạn ai gấp bô nè. Thì bạn mở tới Twitter tất cả bạn ra các bạn. Rồi các bạn chia sẻ các bạn. Bạn đã tới quýt nè. Sẽ chép liên kết gửi lại cho bot nè. Sau đó bấm balance để check số cả mình kiếm được không. Ok, mình đã nhận được 50 tập cận bát nè. Các bạn dễ đến ghép chia sẻ trong bè những thằng để kiếm cho tôi cận nha các bạn. Những video ở đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn nhìn những video clip tiếp theo của mình nha.